Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt đây để ghi hình đang bán ba con bò bê của chú anh chị và các bạn. Trước mắt chúng ta là hình ảnh của một con bò kem Pháp. Con bò kem Pháp này thì dao động tầm khoảng 6 tháng tuổi, sái lưng nghiêm chỉnh. Nói chung là mấy con bò lai này thì mình coi sái, mình coi chơi chơi thôi, chứ đa phần người ta nuôi bò lai thì người ta không có coi sái của chú anh chị và các bạn. Đó. Và rúng nếm thì đầy đủ nè, cô chú anh chị các bạn chúng ta coi ha, rúng nè, nó mặt mày chân móng là móng sò hoàn thiện nha cô chú anh chị và các bạn, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Ở đây thì em ba xin báo giá trực tiếp cô chú anh chị và các bạn ha, con bò kem Pháp này móng đỏ mỏ đỏ, cái hoa nó cũng đỏ luôn nha. Cây kem Pháp này có giá là 15 triệu, đây hoa bự ha, con này thì 15 triệu tiền bê nó muốn đủ luôn nha. Kế bên là con kem Pháp mà bông muối tiêu nè, nó con kem Pháp bông muối tiêu nè, tướng tá dai đùi lực lưỡng ha, con này con của con kem Pháp luôn đó. Con này thì đang có giá bán là 16 triệu rúng nè, thấy dàn rúng không, dàn rúng dàn vú gắt dữ lắm đó. Chân móng là móng sò ha, này là mỏ xám, móng xám hoa xám luôn nha. Con kem Pháp này là con của con kem Pháp luôn, nó rặt kem nha cô chú anh chị và các bạn, cái dàn dai của nó nè, thấy ghê không. Đó, con bò này thì có giá bán là 16 triệu ha. Và kế bên thì ở đây cũng có một con kem Pháp, con của con kem Pháp nữa. Nó con này là con Pháp. Nè, nhìn mặt nè. Đó, mình coi đây đây. Để mình em show nó xe ra cho bà con cô bác coi cái tướng tá của nó. Cái dàn dậu này ghê lắm. Dàn dậu lạp phạt nè. Đó, thấy ghê không? Nhưng mà nó đứng nó hơi gồng á. Nó không được rộng rãnh, dàn rúng nè, thấy dàn rúng gắt ghê không, rúng lạch phạch luôn, coi dàn này vú nè, hết biết cái này vú luôn. Trời ơi, bò coi này vú nữa, như coi này mở nè, thấy đã không, thấy dàn rúng này đã không. Đó, con này thì xé lưng nè, đây xé lưng nè. Đó, con này thì hiện đang bán có giá là 16 triệu cho anh chị bạn. Bò này chiều cao nó là khoảng 1m1 ha, qua bự nè, thấy không, mình thấy cái hoa không. Nhiều khi bà con cô bác chúng ta không biết nè, coi nè, thấy không, thấy kịch cộm không. Đó, bò này khoảng 1m1, bò nói vậy chứ bò này có hơn 1m1, bò này khoảng 1m15 bò ha, con này khoảng 1m15, con này khoảng 7 tháng, con này khoảng 7 tháng, 1m15 ha, dàn dai ghê gớm không, mặt mày dàn dậu nè. Nói chung bò này khá là nó dễ cho chú anh chị các bạn, coi dàn dậu lệch phệt nè. Chân móng sò cầm thì đứng thẳng ha, rúng là rúng chèn. Đây, chú anh chị các bạn chúng ta coi đi, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. À, móng nè, trời ơi, cái này vú hết biết luôn. Con này có giá 16 triệu nè, con này con Pháp, con của con Pháp luôn nha. Đó, đầu thì khá là ok. Móng á, là móng, móng, cái này móng thì nó cũng màu hồng hồng nè, hoa nó cũng hồng nè, rồi mỏ hồng nha. À, tướng dai lực lưng đôi thùng lớn ha, con này nuôi sinh sản cũng được. Kế bên con kem Pháp bông muối tiêu này cũng đẹp, con này chiều cao khoảng 1m15 bò. Đó, hoa nè, mình coi kỹ nha, hoa bự. À, đây cũng bự nè, nó thấy chưa, hoa bự xương chậu thì rộng. Mấy bò này nuôi làm bò nền được, nhưng mà cái giá này thì nó cấn cấn giá bê rồi của chú anh chị các bạn ơi. Đó, cấn giá bê ha, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Ba con bò này ở đây thì một con này có giá 15 nè, còn hai con kia mỗi con có giá là, hai con kia mỗi một con thì nó có giá là, đây mỗi một con thì nó có giá là 16 nè, con này 16 nè, con này 16 nè. Đó, thấy không, thấy tướng ta không? Rất là ok luôn nha quý cô chú anh chị các bạn ơi. Cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình. Lực ghê không? Đó. Bà con cô bác nào muốn mua thì liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình ha. Đây. Bột pháp kem. Tướng tá nè, dậu rúng lạ phạt luôn. Chân móng nè, móng sò ha, vàng khung xương to. Nè, khung xương cũng có mấy con này nữa, lớn lên là nó vô sát nhất hết luôn á. Đó, cho anh chị các bạn coi kỹ nha, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Ba con bò Pháp ở đây, mỗi một con
thì chiều cao nó chút xíu em sẽ đo cho bà con cô bác chúng ta coi luôn. Nếu mà ưng thì cứ liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình. Bò ở đây thì giao đến bà con được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha. Dạ nghe. Ừ, anh nói này Hút. Dạ. Bữa nay có xe Gia Lai nó vô trong đó không? Xe Gia Lai hả? Dạ chưa có. Trước dịch có một chiếc bên mua bò ăn chơi chỗ con ngủ quá. Trước dịch đó. Rồi thì chắc cũng khoảng nhớ không, cái bác cái ông ăn khê đó chú coi trên mạng thấy vậy bên đồng có dạ dạ, đi, dạ có nhưng mà bây giờ con chưa có xe, mà vài bữa nữa con ra con quay cái trại bò mười mấy ngàn con ở ngoài Gia Lai rồi ra ngoài tha hồ mua chú ơi. Đúng rồi, một tuần sau là con ra con quay phim cái trại hình như là 11.000 con thì á. Có nghĩa là ra ngoài con review trước xong rồi con mới biết con định giá. À, nó bán lẻ luôn hả? Dạ bán lẻ luôn. Bán lẻ luôn. Rồi bán nguyên lô cũng có, nói chung là đủ thành phần hết. Là bò gì cũng có. Angus, siêu cọp, Romater, Rachman, Lysin, Bosin hay là nói chung là nhiều loại lắm. Để tuần sau con ra ngoài con quay phim mà chú coi được, chú chạy lại để cho đưa địa chỉ cho chú ha. Rồi nó cũng nằm ở An Khê Gia Lai vậy. Rồi bây giờ con đang quay phim mà có gì con ra rồi con đăng lên chú coi được rồi, con cho địa chỉ rồi vậy. Rồi. Đây, chú anh chị các bạn ta thấy không? Đó, hết biết không? Chân móng nè. Hình ảnh rất là đẹp ha. Tướng tá thì khỏi chê, lưng đôi, vai đôi, đùi đít rộng. Bò này mình mua gì mình nuôi vỗ béo cũng có lãi nha cô chú anh chị các bạn. Khi mà mình nuôi sinh sản cũng có lãi, mà nuôi vỗ béo mình bán thịt cũng có lãi. Tại sao? Bò này là bò siêu thịt. Đó, khi mà nó chưa sanh chưa đẻ thì cái mình nó đặc lắm. Nó nặng ký. Thường thường bà con chúng ta mua về nuôi để cân hơi bán cho mấy cái lò mổ á. Nó còn nếu như mà mình nuôi mình để dỗ, mình nuôi để nái thì mình đừng có nuôi nó mập quá. Mập quá thì nhiều khi nó làm biến đẻ. Thì nói cho chú anh chị các bạn trong nghề không chắc mọi người biết rồi. Rồi thì bây giờ em đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi nha. Mình nhắm coi mình mua được hay không. Nãy không biết đâu cái thứ gì. Mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình. Rồi. Ten ten ten. Hồi nãy để trên cái bàn làm việc rồi. Có luôn. Bên này chủ nhà này có. Đợi. Nó bụng quá. Đau bụng hả? Đói bụng. Đói hả? Tưởng đâu đau. Ờ, cái thước này sao đó chú hư luôn rồi. Rồi sao? Nó tụt đầu hư luôn rồi, chú mở ra luôn. Chú mở cái thước đặt luôn đi, để đâu còn xài nữa. Đặt cho nó bể ra luôn đi, mình lấy khúc thôi. Ừ, chú lấy con dao đó, gõ cho nó bể ra luôn. Thì con lấy chừng mát con đo thử. Chú đưa con. Đặt xuống răng. Sao để cái tay không?